Dạ, anh xin chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em. Xin chào mừng bà con đến với kênh Tin Tức Tức Thắng nha bà con. Chỗ ở của em là ấp Minh Kiên, xã Minh Thịnh, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang anh em ơi. Này, em lên tiếp cho anh em bà con cô bác mình một cái văn ma một ếch. Một ếch 65. Một ếch 65 nha anh em. Đây chi tiết máy em quay thật là kỹ cho cô chú mình nhìn ha. Trước tiên cái dòng máy này là máy Nhật Bãi em mới lấy về. Anh em nhìn nó còn sình đất như nè. Đó. Ly dầu này nó còn là cái ly zin của nó nè. Còn kết nước thì em nhìn thấy nó còn đẹp nữa anh em. Em khoái nhất cái dòng máy này là con ốc kết nước này nè. Sao nó ngộ cái dòng máy này là ốc kết nước nó rất là bự. 13 ly. Thông thường là cô chú nào có xài rồi biết ha. Thì mình xài lâu ngày không có tránh khỏi cái tình trạng là nó bị hư. Nhưng mà những con ốc lớn này nè, là khi mà lỡ nó có xét mình mở ra nó dễ hơn con ốc nhỏ. Em khoái nhiều đó. Mấy con ốc nhỏ mở ra cái nhiều khi mình nhăn cái đầu nó xức cái đầu mà. Còn ốc này vẫn biết chừng nào hư nữa. Em khoái nhất cái chỗ một cái là điểm này. Như cái thứ hai nữa là em nghe phản hồi của bà con của bác mình á, là cái dòng máy mà một ếch nè, nó chạy dưới sông á, hoặc là nó bơm nước nó giỏi hơn thằng hai ếch. Em nghe vậy thôi ha. Còn cô chú anh chị nào mà thực tế xài thì phản ánh cho em nghe vậy thôi, chứ cái thực tế thì em không có, vì em không có làm ruộng, vì em không biết là cái một ếch với cái hai ếch là thằng nào bền hơn. Nhưng mà riêng về cái dùng của em lúc mà em còn nhỏ thì đa số cái thời trước thì em thấy là con đã hay xài cái này nè, một ếch 65, 75, 85 gì đó là nhiều hơn là cái thằng hai ếch. Thì mình thấy vậy thôi chứ mình cũng lúc đó còn nhỏ mình cũng không biết gì hết. Còn máy này là bên em bao zin toàn tập nghe nè, bên em bao nguyên si, có cộng dây chì này thì khi mà em về thì nó có sẵn đây nè. Có sẵn đây, tụi em cũng không có mở mà cũng giữ nguyên vậy luôn. Cái này thì em nghĩ là chắc người ta làm mất cái khoen á. Cái ống này là cái ống dầu chả nghe nè, cũng không có liên quan gì. Dầu chả về bình lớn nè. Còn cái boe này là khi về nó thiếu cái boe. Bên em gắn cái boe này, boe mới nè, chứ không phải là cái boe của nó. Boe mới. Nó nhằm có mục đích là khi mưa nắng là nước nó không có vô đây. Mục đích vậy đó, nhưng mà không phải là cái boe của nó. Còn này cái bô zin của nó nè. Còn phía sau cái máy này thì nó không có cái tum. Một cái 65 này nó không có cái tum. Về là nó vậy đó. Nếu mà bà con cô bác nào mà mua cái máy này ha, thì tùy theo cái mục đích của cô bác sử dụng. Mà cô bác muốn bơm nước ruộng thì em tặng cái tâm bu ly, cái phần này là bên em hỗ trợ nè. Còn nếu mà cô bác mà để dành mà mình kéo nén xịt thuốc không thôi, mình gác đầu máy xới hoặc là kéo đi mô phát điện á, thì bên em sẽ tặng cho mình cái bu ly đó, phù hợp với công việc mình làm. Còn số CV của máy này thì em thấy là 901198, 901198 là số CD của máy này. Rồi nhờ con trai mở cái thùng dầu ra cho cô chú mình coi. Cái thùng dầu thì em không có nhìn thấy gì hết, nước nó đục ngầu giống như nước màu vậy đó. Em không biết là cái thùng dầu nó có đẹp không. Trời ơi, thùng dầu thì nó cũng khá thôi, nhưng mà có một cái là quá trời này nó sình rồi đó mày, nước sình chứ không phải là dầu. Thấy tía máy luôn rồi, chạy này tội nghiệp nếu cái gì chết luôn rồi. Này nó ngồi tụi con quay xong lúc nào rảnh xả dầu này ra tí, tội nghiệp mấy quá. Này trái đèn nó còn luôn nên em bụng quá, tội nghiệp nó quá trời. Ôi ốc dầu chỗ này nửa xả đi con ơi, xả bỏ này đi. Rồi máy này nó nguyên bản gì nè em, xình đất nó còn gì nè. Rồi nhờ con test hàng cho cô chú mình nghe tiếng máy ơi. Khóc. 19 hay 21. Hết sức nha con trai. Chiều dắt hết cơm, em nói thật tự với em sáng giờ em nói nhiều khi anh em không tin. Lại em sáng mới ăn sáng thôi chứ giờ em chưa ăn cơm. Giờ em nói giờ anh ơi về ăn cơm anh ơi. Thì em hai lần cơm về ăn cơm. Kiểu bữa nay mấy đời lớn không có làm rồi, tụi em nói chung là công việc nó chồng công việc nó nhiều rồi quên ăn luôn.
chạy đều luôn. Tiến đi. Máy nó bơm bét nó vẫn là chạy, nó tiếng nó đã gì đâu. Em cũng xin báo giá cho cô chú anh chị luôn ha. Cái máy này hôm nay em bán cho anh em giá cũ nó là 4.9 triệu. Cái này em tính anh em là 4.7 triệu em bao ship ha. Còn cô chú anh chị nào mà tới cửa hàng bên em thì em tính cho anh chị cô bác mình là trừ lại 400 là còn 4.3 triệu. 4.3 triệu em bao ship. Rồi, em xin nhắc lại lần nữa ha. Cái một S65 gió này bán cho anh em là 4.7 triệu em bao ship. Còn bà con nào tự chở vận chuyển lên á thì em trừ lại 400 là còn 4.3 triệu. Anh em nào làm được cái máy này thì hú em nha. Rồi chào tạm biệt anh em.